Body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lắng thâm tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn. Mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì cùng chư tôn đức tăng, kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ tư ngày 28 tháng 5 năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, để có một khóa tu 4 ngày với nhau. Và chiều hôm nay là buổi đầu tiên sau khi lễ khai mạc khóa tu. Quý vị có được khỏe không? Rất là khỏe. Đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được về đây thăm lại đại chúng. Và có một điều đặc biệt đó là lần nào về đây nó cũng có chuyện sụp sịch đó. Tại vì ở trên đây nó cao quá đó. Rồi thật ra thì Pháp Hòa cũng có cái gốc cảm cả hơn tháng nay mà chưa có hết. Như chiều hôm nay thầy trụ trì dạy rằng Pháp Hòa ra đây để sinh hoạt với đại chúng. Thì hôm nay quý vị bắt đầu vào một khóa tu. Thì cái chữ khóa tu á, có nghĩa là một cái khoảng thời gian nào mà chúng ta đã quy định, có thể 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Thì thời gian mà có thời lượng thì chúng ta gọi là một khóa. Và ở trong một cái khóa tu lớn á, nó có những cái thời khóa nhỏ, tức là một cái chương trình sinh hoạt sáng mấy giờ thức, rồi mấy giờ tụng kinh, mấy giờ ngồi thiền vậy đó. Thì cái đó gọi là thời khóa, cũng lãng khóa. Thì vậy thì tại sao mình đi khóa tu? Bởi vì chúng ta sống ở trong nhà thì chúng ta sống theo cái thói quen. Cái thói quen của chúng ta là chúng ta thường gọi là cái tập khí. Thì cái tập khí của chúng ta là thích thì làm, không thích thì nghỉ, hay là siêng thì mình tu, không siêng thì mình ngủ. Nhưng mà khi mình đi vào một cái thời khóa đó, tức là mình đi vào trong một cái khuôn khổ, đại chúng như thế nào thì mình như thế đó. Cho nên mình đi vào một khóa tu nó có lợi lạc là vậy đó. Nó lợi lạc ở cái chỗ đó, là chúng ta không có giải đại. Ví dụ như bây giờ quý vị nói cái khóa tu này 4 ngày, thật sự là có 3 ngày rưỡi thôi. Tại vì chiều hôm nay là 5-6 giờ mình bắt đầu. Tại là mình chỉ đúng chính thức là có ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 thôi. Chiều hôm nay là nửa buổi. Nói 4 ngày nghe cho nó oai vậy đó. Phải không? Chứ thật sự là 3 ngày thôi. Vậy thì nếu mà 3 ngày này
Mình ở nhà thì chắc chắn thế nào mình cũng giải đãi một hai khóa. Ví dụ mình quy định 7 giờ sáng tụng kinh, cái bữa đó thức khuya quá coi phim Hàn Quốc trễ quá cái mình nghỉ một thời. Nhưng mà khi mình đi vào một cái khóa tu á, là nó cho mình một cái cơ hội mình sống mà đi theo cái thời khóa mà đã quy định. Và chúng ta luôn luôn nhắc nhở rằng á, cái khóa tu này nó không có dài, nó chỉ có 10 ngày, nó chỉ có 3 ngày thôi. Mà quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên cái chữ khóa đó là một khoảng thời gian bao nhiêu ngày. Và đồng thời trong cái khóa lớn nó còn có những cái thời khóa nhỏ, 5 giờ cho tới 10 giờ, 7 giờ làm gì, 8 giờ làm gì, 10 giờ mình làm gì, chia từng khóa như vậy để cho chúng ta đi theo cho nó nhịp nhàng. Và hôm nay mình đi vào trong một cái đạo tràng như vậy á, chúng ta gọi là nhập chúng, gọi là cộng tu hay là cộng trú. Cộng trú là gì? Ở chung. Trú là ở. Cộng trú tức là một cái thời gian mà mình vô mình tu như vậy nè. Ở nhà mình ở nhà riêng, nhưng mà khi mình đi vào trong chùa đó thì cái thời gian mình ở chung với đại chúng như vậy gọi là cộng trú. À, và cộng trú với ai? Giữa người tại gia với người xuất gia. Bởi vì chùa là thường các vị xuất gia ở. Hôm nay mình đến đây mình cộng trú với chư Tăng. Đó là mình nói là gọi cộng thêm nữa là ngưỡng đạo hữu với nhau, mình cộng trú với nhau. Cho nên thường ở trong một cái khóa tu mà mình ở như vậy nè, kêu là cộng trú. Thì bây giờ chúng ta đang là những người nhập chúng. Nhập là đi vào. Chúng là một đoàn thể từ 4 người trở lên. Mà trong cái chúng này á, trong cái chúng này á, có những người thuần, có những người chưa thuần. Thuần là sao? Thuần có nghĩa là thuần bột chất, là Phật tử. Có những người chưa thuần, có thể là người ta nghe có khóa tu mà đi, đi thử, ta chưa bao giờ biết. Cũng giống như mình đi hành hương á, đừng có nghĩ là đi hành hương là toàn Phật tử không. Có những người người ta là Phật tử, người ta thông cảm được chuyện hành hương. Đi hành hương có nghĩa là chúng ta hành, có nghĩa là chúng ta tạo tác cái hương của giới, của định, của tuệ trong khi chúng ta đi. Nhưng mà có những người người ta đóng tiền vô, người ta nghĩ người ta đi du lịch, cho nên người ta bắt buộc cái ban tổ chức chuyến hành hương phải hoàn hảo cho người ta. Cho nên khi đó rồi thì nó cũng có những cái trục trặc giữa một cái người nghĩ rằng mình đi du lịch. Cái tâm niệm đi du lịch và cái tâm niệm đi hành hương nó khác lắm. Đi hành hương là có thể du di, bỏ qua. Thí dụ bây giờ mình nói là đi hành hương mình sẽ ngủ ở chùa, thì quý vị biết rồi, chùa thì đâu có đủ chỗ. Cho nên mình ở chậm chút cũng được, mình nhường với nhau chỗ ăn, chỗ ở, thí dụ vậy. Hoặc là đông quá người ta không biết lường, người ta nấu nó thiếu, đói một chút cũng được. Thì cái tinh thần hành hương là chấp nhận những cái khó khăn khi mình đi, và để làm sao chúng ta tạo ra được cái hương của giới, của định, của tuệ trong khi chúng ta đi. Còn người du lịch thì người ta nghĩ sao? Tôi bỏ ra 100 đồng là tôi phải xứng đáng hưởng đúng 100 đồng mà tôi đã bỏ ra. Chứ hai cái tinh thần đó khác. Thì bây giờ mình Phật tử cũng vậy. Mình đi vào một khóa tu đó, tức là mình muốn đưa mình vào một cái khuôn khổ đi theo cái thời khóa. Trừ trường hợp bệnh tật hay là vì việc của chúng thì mình bỏ thời khóa, chứ còn nếu không thì phải cố gắng theo thời khóa. 6 giờ ngồi thiền, 6 rưỡi tụng kinh. Và trong chương trình quý thầy bàn với nhau là buổi sáng cho quý vị tụng sám hối, buổi chiều tụng pháp hoa. Bởi vì quý thầy nghĩ nếu buổi sáng mà quý vị tụng chú Lăng Nghiêm á, thì quý vị chỉ ngồi tụng mà quý vị không hiểu gì trong đó hết trơn á, thì nó uổng đi. À, thật ra thì tụng chú Lăng Nghiêm cũng có công năng tốt, nhưng mà bởi vì đây là lần đầu tiên mình tổ chức một khóa tu dài, thì thôi bây giờ mình cho Phật tử tụng cái gì thì Pháp Hòa nói thôi tụng sám hối buổi sáng đi. Tại vì sám hối là có lại lên lại xuống mình dễ tỉnh. Còn mở cuốn kinh Pháp Hoa mà ngồi mà trì suốt một tiếng đồng hồ là thế nào cũng Pháp Hoa thì chưa thấy mà Pháp Ngủ rồi tới. Để ra mình lại sám hối. Thì giờ tu á,
Thật ra đó, cái tu của mình đó là cái tu trường kỳ chứ không có phải tu theo khóa. Tu làm sao mà có khóa được, phải không? Nhưng mà cái khóa ở đây là để tập cho chúng ta đừng sống theo cái giải đãi của mình. Đừng có sống theo cái giải đãi của mình, cho nên mình trở về chùa, mình nhặt chúng mình ở trong một khoảng. Rồi bây giờ cái những cái người mà người ta thuần là thuần thì tốt rồi, những người ta chưa thuần thì cho nên mình đó đang chung một chúng với nhau như vậy á, thì bắt đầu mình phải sao, mình phải tu. À, cho nên khóa tu mà không phải đi ngồi thiền là khóa đâu nha, ở trong phòng cũng khóa đó. À, cái vị kia nói những cái điều nghe không có dễ thương, thời khóa đó mình phải tập nhẫn nhục. Chơi cái đó gọi là gì biết không? Cái đó gọi là thường thời tu, không phải tu theo giờ lịch trình nữa, mà ngay cả tu dưới bếp, tu trong nhà ăn, tu trong phòng ngủ, tu trong nhà vệ sinh nữa. Trời ơi, một phòng ở cả chục người mà chỉ vô chỉ ở trong cả tiếng đồng hồ chỉ làm gì rồi mình còn nói trời ơi bà ơi bà đi tu nghe, không phải là bà đang sửa soạn mà đi làm nghe. Thì những cái giây phút đó đó thì mình phải nhớ rằng giây phút đó cũng là khóa để mình tu đó, hiểu ý không? Thì cái chữ khóa tu nó sâu sắc mà nó nhiều cái cách để mình diễn đạt như vậy. À thì bây giờ là trong kinh nói nó có ba cái thắng, ba cái gọi là thắng tâm. Thắng là gì? Là thù thắng, là siêu việt, là vượt hơn tất cả. Chơi bây giờ chữ thắng, ví dụ như mình nói tụng kinh công đức thù thắng hạnh. À, thù thắng hạnh là cái hạnh không có hạnh nào hơn. Thì trong này mình có một cái thường gọi là gì? Thường tu. Thường tu có nghĩa là mình không phải tu theo khóa nữa, mà tu trong từng giây phút của cuộc sống. Thì cái thứ hai là gì? Lạc tu. Lạc là vui. Thường tu mà phải lạc nữa, chứ còn thường tu mà méo mó không vui thì cũng không có tu thường được. Cho cái người xuất gia mà tu trọn đời được đến ngày mình mất đó, là tại sao mình tu trọn? Là tại vì mình có niềm vui khi mình tu. Còn nếu mình tu mà không có niềm vui thì mình thấy chỗ nào nó vui hơn cái mình xin thôi luôn, mình không có tu nữa, hiểu không? Cho nên đó, cái những người xuất gia mà người ta tu trọn đời được là biết là người ta có hai cái, có ba cái này: một là thường tu, hai là lạc tu, tu mà ta có niềm vui. Và đồng thời trong cái lạc tu nó có cái gì? À, nó có một cái gọi là ngã tu. À, chữ ngã là gì? Chữ ngã nghĩa là tự tại. Chữ ngã này không có nghĩa là bản ngã là cái ta, mà chữ ngã này á, mình phải hiểu là tự tại. Thí dụ như người ta nói á, Niết bàn á, có bốn cái chất liệu để định nghĩa của Niết bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Quý vị có nghe chữ Niết bàn phải không? Niết bàn là một cái trạng thái an vui trong nội tâm của mình, chứ không phải là ở đông ở tây nào mà đợi chết mình mới tới. Niết bàn là một trạng thái của tâm, một trạng thái bình an. Thì làm sao mình có được cái trạng thái đó? Niết bàn là thường, bởi vì nó không có tướng, mà không có tướng thì làm sao mà nó có diệt được. À, cho nên niết bàn là thường, niết bàn là lạc, là vui, niết bàn là có tự do, cho nên gọi là ngã. Cho quý vị nghe chữ ngã đó có hai trường hợp để mình hiểu chữ ngã. Ví dụ ta nói bản ngã đó là cái ngã của mình đó, là cái ta đó. Không, nhưng mà khi ta nói chữ ngã mà của cái nghĩa của chữ niết bàn thì ngã này mình phải hiểu là ngã này nghĩa là tự tại. Tự tại từ ở trong tâm của mình. Ví dụ như buổi sáng mình ở nhà thường mình ăn tô hủ tiếu, mình lên đây sáng người ta cho ăn con chén cháo à, thì giây phút mà mình ăn cháo mình không thoải mái đó thì mình phải quán chiếu mình tu mình có cái tự tại không. Bây giờ so ra một chén cháo và không có gì để ăn thì cái nào nó hơn? Rồi, chén cháo đỡ hơn nhiều, thôi tự tại, gọi là ngã, ngã tu. Vậy thì tu có ba cái để chúng ta quán chiếu để nó thù thắng: một là thường tu, hai là lạc tu, ba là ngã tu.
ngã là tự tại. Thí dụ như bây giờ mình ở nhà mình tụng Lăng Nghiêm buổi sáng, thì mình cũng nghĩ rằng mình lên chùa mình sẽ tụng tụng Lăng Nghiêm buổi sáng. Cái giờ tự nhiên chùa đổi chương trình, chùa lại sám hối, ngã tụng tự tại. Tụng sám hối cũng được, tụng Pháp Hoa cũng được, tụng Lăng Nghiêm cũng được, bởi vì tất cả những cái kinh điển mình tụng á, nhằm một mục đích là cho chúng ta định tĩnh cái tâm của mình. Vậy và đồng thời khi mà mình muốn đưa cái kinh ra mình tụng, mình phải quán cơ. Quán cơ tức là mình phải quán cái căn cơ của đại chúng. Bây giờ ở đây có nhiều người mới quá mà tụng Lăng Nghiêm ta tụng được. Cái gì mà bà già bà đế rồi tỳ đài giả xà sân đài giả di cái ra giả di rồi ta tụng được. Cho nên mình phải đem cái kinh gì mà ta tụng cho nó dễ. Phải không? Ta tụng cho nó dễ. Thì khi mà mình là cái người thuần rồi, chính mình không có gì ràng buộc. Ở đâu bất cứ kinh điển nào mình cũng thoải mái hết. Đó thì Pháp Hòa mới nói rồi, cái chỗ ngủ cũng vậy, chỗ ăn cũng vậy. Mình ở nhà mình á, một mình một cõi, tức là có cái giường rộng. Nhưng vô chùa tu á là không có được ở giường rộng. Vô chùa mà tu á là mình phải ở một cái giường mà ta kêu là cái đơn. Cái đơn là gì? Đơn này là đơn độc, đơn này là đơn chiếc. Cho nên người ngủ một cái giường nhỏ đủ một người ngủ là kêu cái đơn. Ở trong chùa không kêu cái giường, kêu cái đơn. Mà ngày xưa cái đơn là một cái hộp có tấm ván để trên, rồi khi mà dỡ cái tấm ván nó lên đó là mền gối quần áo tập vở của mình bỏ hết vô đó, rồi đậy cái đó lại, cái khóa khi đi đâu khóa lại, rồi thì ngủ tối ngủ lấy mền để lên đó trải ngủ, ngủ xong xếp mền đàng hoàng cất vô đó. Rồi ở trên cái đơn này làm gì? Làm cái bàn học, coi như là tại như là chỗ ở của mình có nhiêu vậy đó. Mà ở Việt Nam là ngày xưa là không có phòng, có một cái không gian rộng lớn vậy nè, phải không? Thì người ta mới để mỗi người cái đơn 1, 2, 3, 4 đánh số vậy đó. Rồi là mình vô đó mỗi người cái đơn, cho nên ngủ không có che, không có ngăn, không có gì hết đó. Để chi? Để mình sống theo chúng và không có cơ hội mình tự do. Thí dụ bây giờ ban đêm đại chúng 10 giờ người ta tắt đèn, người ta ngủ, mình còn đọc báo, mình còn chơi game hay là mình coi cải lương gì đó, không được. Ta đóng, ta tắt đèn ngủ, người ngủ, cho nên không có phòng riêng. Mỗi người chỉ trừ những bậc thầy lớn có một cái nơi riêng để các ngài nghiên cứu là ra giảng diễn, còn mình là chúng, học chúng là ở chung vậy. Cho mình ở vậy cái mình nói, ồ, mình quán chiếu sao để có tự tại đây. Đó, bây giờ đây là cái thời khóa để tôi khắc phục nè. Tôi ở nhà tôi ngủ giường nệm, tôi lăn quá trời quá đất, giờ đây lăn được, lăn té, giờ đây nằm yên chỗ. Thì tức là mình khắc phục như vậy đó, mình khắc phục như vậy gọi là mà vui vẻ thì gọi là lạc tu, mà không bị ràng buộc gì hết thì gọi là ngã tu, mà một ngày, hai ngày cho đến nhiều ngày thì gọi là thường thường tu. Đó. Thì bây giờ á, nói cái chữ tu nó nhiều thứ lắm. Đó. Thì Pháp Hòa nói ba cái để cho đại chúng thấy á, là mình đi vào trong này á, coi vậy chứ thời gian nó mau lắm. Thoáng cái là hết giờ, thoáng cái là hết giờ. Đó. Hồi chiều, hồi sáng này là cho tới chiều 4-5 giờ là nó sốt suốt. Cho đến rồi tới chiều ra cái bắt đầu nó đỡ được chút, tắm rửa rồi thì tối nay mới có thể ngồi sinh hoạt với đại chúng, chứ Pháp Hòa nghĩ là ra không nổi. Cái đầu nó nặng mà người nó khó chịu vô cùng. Thành thử ra bây giờ á, cái hoàn cảnh này nè, cái này gọi là pháp nhẫn. Nhẫn nó có ba loại nhẫn. Hồi nãy tu ba loại tu rồi, nhẫn ba loại nhẫn nha. Nhẫn là mình chịu đựng đúng không? Mà giờ mình chịu đựng ai nè? Một là mình chịu đựng những con người sống chung với mình. Cái đó gọi là sanh nhẫn. Bởi vì mình nhẫn, mình ở chung với nhau mà có người nào giống ai đâu. Đó, người thì ăn mặn, người ăn lạt, người ăn ngọt, người thích sắc cà rốt kiểu này, người thích sắc kiểu kia. Mình vô mình phụ mình sắc con củ cà rốt mà tới ba kiểu. Người này đi tới nó
Tại sao chị sắc kiểu này nấu súp mà nấu kiểu này sao được? Rồi sắc theo kiểu cái chị đó. Vừa sắc được đâu mấy lát chị kia tới nói tại sao chị sắc cà rốt kiểu này? Đó. Những cái trường hợp mà mình có thể nhẫn nại được cái gọi là sanh nhẫn. Rồi bây giờ mình ở trên này, hoàn cảnh chùa không đủ phương tiện, thí dụ vậy. Cái đó gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn tức là mình nhẫn cái hoàn cảnh lạnh nóng, gió mưa, những cái gì xung quanh mình nó có những cái điều mà cái hoàn cảnh, nói chung là hoàn cảnh, thì chúng ta gọi là pháp nhẫn. Thí dụ ở nhà mình tắm nước nóng, vô đây đông quá, ba bốn người tắm xong tắm phiên mình lạnh ngắt, trường hợp vậy gọi là gì? Pháp nhẫn. Tại sao mình có được pháp nhẫn? Tại vì mình có ngã, ngã tốt, hai cái này nó phối hợp. Tại sao mình có thể mình nhịn được cái chỉ đó? Tại vì mình có lạc tu. Lạc tu tức là trong khi mình tu mình có niềm vui, trong khi mình tu mình có niềm vui. Rồi sanh nhẫn, pháp nhẫn, rồi cái thứ ba là cái gì? Vô sanh nhẫn. Vô sanh tức là khi mà hồi đó đó tôi mới vừa tu á, tôi nói với tôi nhiều thứ lắm, ráng nhịn đi, ráng nhịn. Bây giờ hết hết cần phải dùng cái chữ ráng nữa, thấy nó bình thường. À, cái chị đó tôi biết chị quá rồi, giờ tôi không có gì tôi phiền hà chị nữa hết. À, cái anh đó tôi biết ảnh quá rồi, cái tánh ảnh vậy đó, nhưng mà không có gì trở ngại hết đó. Anh nói anh giận anh nói rồi là thôi, trường hợp đó gọi là vô sanh nhẫn. Vô sanh tức là không cần phải khởi, phải sanh khởi những cái ý niệm gì để mình nhẫn nữa hết. Bình an vô cùng. Tại vì sao? Tại mình có cái tự tại gọi là ngã, ngã tu. Thì Pháp Hòa thưa như vậy á, để đại chúng có một chút khái niệm tại sao mình phải tới khóa tu. Mà cái khóa tu này, những cái khóa tu như vậy mục đích giúp được gì cho mình? Giúp cho mình ở cái chỗ là mình đi theo được thời khóa, mình không bị giải đãi. Trời xưa ta mới có câu tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Con cọp mà nó xa rừng núi thì nó sẽ bị người ta bắt nó. Mà nếu mình tu mà mình xa rời tăng thân thì mình sẽ dễ rơi rụng. Cho nên tăng ly chúng tăng tàn, tàn tức là tàn lụi. Hổ ly sơn hổ bại, con cọp mà nó lìa núi lìa rừng thì nó sẽ dễ bị người ta bắt nó. Cho nên mình mới nhập chúng, nhập chúng mình tu. Và thưa đại chúng đó, ở trong nhà Phật đó, bất cứ một cái gì chúng ta làm nó đều mang một cái ý nghĩa nhiều lắm. Mà chư tổ là những người tu có chứng đạt, và các ngài đã tạo ra những cái phương tiện mà nói cho hay nữa đó, gọi là thiện xảo. Chữ thiện là khéo, thấy không? Chữ xảo là làm một cách rất đẹp, khéo mà khéo một cách rất đẹp. Thí dụ quý vị nhìn cái bình hoa, quý vị thấy tay chân quý vị nói ai làm cái bình hoa này tinh xảo quá. Tinh là tinh vi, thấy không? Xảo là đẹp, thiện là khéo, cho nên gọi là phương tiện thiện xảo. Bây giờ mình nói cái chuyện ăn thôi. Mình nói trời ơi, ăn có một bữa cơm mà rườm rà quá, bắt co tay nè, rồi để cơm lên nè, rồi bắt ấn nè, rồi chờ nè, ăn ăn cho rồi đi, tôi cúng quả gì mà làm dài dòng quá. À, nghĩ vậy thì làm sao mà gọi là gieo duyên được đó. Ở nhà mình ăn á, mình ngồi xuống cái mình ăn à, nhưng mà khi mình đi vào trong chùa mình ăn á, đi theo một cái cách ăn vậy mà mình phải khắc phục được thì là mình theo cái thời thời khóa. Ở nhà mình đói bụng cái bới tô cơm mình ăn mà đôi khi quên mời nữa chứ. Thường ngày mình còn nhớ mời ba ăn cơm, mời mẹ ăn cơm, bữa nào mình đói quá mình ăn mất tiêu. Đã có nhiều khi á, ở nhà mình phải tập trước khi ăn cơm mình chắp tay mình xá,
đừng có ngại là ăn mặn mà sát, mặn chay gì cũng không sao hết đó. Cái quan trọng là mỗi ngày chúng ta có thực hiện cái cách ăn của mình. Xá là để làm gì? Để biểu lộ rằng mình cảm ơn tất cả những cỏ cây hoa cải, rồi những người nấu, nói chung là mọi thứ đã cho mình được bữa ăn cho mình sáng rồi. Rồi nếu chưa đó mình đọc đọc cái bài kệ ăn cơm. Ở đây á, khi mình đi vô trong chùa, mình đi theo khóa tu, mình ăn cơm á, thì theo truyền thống Bắc truyền á, thì mình có một cái nghi thức mà quý vị đang có ở trong cái trước mặt mình. Nghi thức này gọi là nghi thức quá đường. Chữ quá nghĩa là mình đi qua, chữ đường là cái trai đường. Quý vị thấy cái phần 1 không? Có chữ cúng dường không? Số 1 đó, có chữ cúng dường. Thì trước khi mình ăn cơm á, mình dâng cái chén cơm mình lên, mình cúng dường cho Phật, cho chư Bồ Tát, chư Hiền, Thánh Tăng. Rồi bắt đầu mới cúng cho mình. Cho nên khi mà nghe bà hồi chuông rồi á, mình lấy cái muỗng á, hồi nãy thầy trụ trì có nói phải không, lấy cái muỗng mình xây ra ngoài cắm vô đó, tượng trưng là mình cúng. Khi mình xây ra là tượng trưng cho mình cúng cho Phật, cho Bồ Tát. Khi cúng xong mình xây cái muỗng vô là giờ tới phiên mình đó, cái muỗng đó mình cúng cho mình. Giờ mình bắt cái ấn, ấn này gọi là ấn Tam Sơn, không, ngón giữa ngón áp út co lại, ấn này gọi là ấn Tam Sơn. Ai chưa quen mình ngồi mình co thử. Sau cái ấn này rồi mình mới để cái chén cơm mình lên trên cái ấn này, không, bưng cái bát cơm mình để lên vậy đó. Ba cái ấn này tượng trưng cho niệm định tuệ, tức là chén cơm mình dâng cúng đây là đầy đủ niệm định tuệ. Rồi bên này, bên tay phải mình nè, mắt cái ấn này, ấn cúng dường, không, mình mới để cái chén cơm mình lên. Nhưng mà khi để chén cơm mình để trên tầm mắt của mình, thì chư tổ giải thích nó có hai cái ý. Một á, là bởi vì cái thân ngũ uẩn phàm phu của ta không có tinh sạch, cho nên khi cái chén cơm mình cúng dường đây là mình nói lên cả cái sự thanh tịnh trong sạch của mình cúng. Cho nên mình để, nếu mình để dưới cái tầm miệng á, thì khi mình tụng á, thì cái hơi miệng mình sẽ đi vào chén cơm chưa đủ tinh khiết. Cái thứ hai á, là mình để trên tầm mắt á, là để tránh cái sự giao tiếp phân biệt. Thí dụ bây giờ mình bưng chén cơm lên, mình đi lấy thức ăn mà, lấy thức ăn xong rồi bưng cúng về, lúc này bắt đầu mới nhìn vô chén cơm rồi phân biệt. Trời ơi, lại gấp quá, lấy cái miếng gỏi ít quá, không, ta hồi nãy gấp quá thấy ta sao, mình hơi gấp cho nên mình lấy nó không đủ, không có kịp nhầm cái món mình thích nhất mà mình lấy ít nhất nữa, hiểu ý không? Cho nên chư tổ giải cái chỗ này hay lắm. Tức là mình đưa xuống miệng mình á, thì hơi miệng mình đi vào cơm. Cho nên á, khi mình thắp cái hương cũng vậy, dâng hương cho Phật là mình phải đưa lên từ ở trên cao vậy nè, để cái hơi miệng mình nó không có đi vào cái hương. Cho nên là tại sao mình không được thổi hương là vậy đó. Khi mình mồi cái hương rồi là mình lấy tay mình quạt cái hương, chứ mình không có lấy miệng mình thổi. Thổi tức là cái hơi miệng mình nó đi vào trong trong đó rồi. Thật ra tất cả cái này là biểu lộ cái lòng cung kính. Cho mình mới đưa cái chén cơm mình lên, một là khỏi tầm mắt, hai là khỏi tầm miệng. Ở dưới tầm miệng thì hơi hôi, dưới tầm mắt là phân biệt. Mình cầm chén cơm mà mình nhìn vô đây, mình nói rồi lâu lâu mình ngó đây. Chị đó chị tinh mắt ghê. Chị cái món đó chị lấy được nhiều, thí dụ vậy. Cho nên trong khi ăn cúng là tâm mình phải nhất như, không có phân biệt. Cho nên là mình mới bắt cái ấn này nè, niệm là chánh niệm, định là định tĩnh, tuệ là trí tuệ.
Người Phật tử tu phải ba cái yếu tố: niệm, định, tuệ, cho đưa cái chén cơm lên cúng. Bây giờ mình cúng cái gì? Mình phải sướng cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là tam thân. Thứ nhất là pháp thân. Quý thầy, quý vị thấy chữ thân pháp thân không? Thanh tịnh pháp thân đó. Thứ hai là hóa thân. Thứ ba là thiên bá ức hóa thân, gọi là hóa thân. Mỗi con người chúng ta ai cũng có đầy đủ ba thân này. Cái thân mà chúng ta đang thọ đây thì gọi là báo thân. Tại sao gọi là báo thân? Bởi vì cái báo thân này nó lùn cao mập ốm tùy theo cái nhân mà chúng ta tạo. Cho nên bây giờ chúng ta lãnh cái báo thân này. Hiểu ý không? Đẹp xấu cao lùn mập ốm gì đó là báo thân. Cái báo thân này là tùy cái nhân quả. Nhưng mà ở trong cái báo thân này nó có hai cái thân khác linh động hơn. Đó gọi là ứng thân. Ứng thân là mình có thể dùng cái thân này ứng hóa khắp mọi chỗ mọi nơi, không có bị ngăn ngại. Pháp Hòa ví dụ như là thầy trụ trì ở đây, ngày hôm qua ngồi trên xe Pháp Hòa mới nói với thầy, thời gian mau, mới đây mà anh em đã gặp nhau 20 năm rồi. Pháp Hòa với thầy trụ trì đây là quen nhau 20 năm. Mà hồi xưa lúc thầy mới qua thì ở Hawaii, cũng cái báo thân đó, mà ứng ở Hawaii, xong rồi cái ứng ở Pháp, rồi ứng ở Cali, rồi đi về đây đi học. Thì như vậy thì mình có cái báo thân, nhưng mình có thể ứng thân ở khắp mọi nơi mọi chốn tùy theo cái nhu cầu. Bây giờ Pháp Hòa cái thân này là cái báo thân, mà là báo thân thì bây giờ hiện nay đang ứng thân ở đây, thứ hai tuần sau ứng thân ở Cali, ví dụ vậy. Nhưng mà dù mình báo thân hay mình ứng thân, mình làm tất cả mọi việc, nhưng tâm của mình đó nó an lạc, nó không có khổ đau, thì cái đó là pháp thân. Pháp thân là cái thân Phật Pháp, cái thân không có bị sanh diệt do cảm và do bệnh gì hết trơn. Cái báo thân là có, cái báo thân là có bệnh có hoạn, nhưng mà báo thân này nó đa dụng đến cái là nó có thể ứng thân. Rồi thì mình làm tất cả mà không có gì ràng buộc thì gọi là pháp, pháp thân. Cho khi mình dâng cúng, mình cúng cho ba thân. Tỳ lô giá na dịch là biến nhất thiết xứ. Cái chữ tỳ lô giá na đó dịch là biến nhất thiết xứ. Tại sao? Bởi vì mình đã thanh tịnh đi thì chỗ nào mình bị ràng buộc mà không biến nhất thiết xứ. Biến nhất thiết xứ là biến tất cả chỗ, tất cả nơi, vì không có ràng buộc. Cái nữa là lô xá na dịch là viên mãn. Lô xá na Phật là dịch là viên mãn. Rồi Thích Ca Mâu Ni dịch là năng nhân tịch mặc. Thích Ca dịch là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Người có khả năng sống với cái sự vắng lặng gọi là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên trong con người chúng ta cũng có bản chất của Thích Ca Mâu Ni. Tức là bây giờ mình đang tập đó, tập sao sống trong cái hạnh mà năng nhân tịch mặc đó, có khả năng sống tĩnh lặng. Rồi mình cúng Phật tam thân rồi, bây giờ mình cúng Phật ở mười phương, trong đó có Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, rồi Đương Lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Rồi bây giờ nhiều Phật quá nó không hết, cho mình nói sao
thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, là mười phương ba đời tất cả chư Phật. Bây giờ mình cũng đây cũng Phật rồi phải không? Giờ thì cũng Tạc Bồ Tát, đại trí văn thù, đại hạnh phổ hiền, đại bi. Nhưng mà Bồ Tát cũng nhiều quá, cũng nhiều quá, nói sao? Chư tôn Bồ Tát, Ma Ha Tát, tất cả các vị Bồ Tát, mà những vị này đều là Ma Ha Tát. Ma Ha Tát nghĩa là gì? Là những chữ Ma Ha nghĩa là đại, là lớn, Bồ Tát lớn, những vị Bồ Tát lớn. Chữ Ma Ha là vậy đó. Cho nên mình hay tụng cái niệm xong cái Ma Ha Tát. Ma Ha Tát là đại, là lớn. Cúng Bồ Tát xong rồi giờ tụng ai nữa? Chư tôn Bồ Tát, Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao nói câu đó? Có nghĩa là bây giờ con xin cúng một cách trọn vẹn, một cách rốt ráo, một cách viên mãn. Cúng Phật, cúng Bồ Tát rồi bây giờ á, con mới đem cái đức, tam đức lục vị. Khi mình cúng cho Phật á, hay là mình làm thức ăn gì cho ai ăn á, nhớ là phải có đủ ba đức. Một là thanh tịnh đức, hai là nhu nhuyễn đức, ba gọi là đúng như pháp. Thanh tịnh là sao? Không có ăn cắp cho, không có ăn trộm của người khác cho, mà mình cúng, mình đem cúng bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Cái việc, cái món đó mình làm từ cái việc làm thanh tịnh của mình mà ra. Cho nên mình làm cho gì cho ai, mình có ba cái đức. Một là phải thanh tịnh, tức là lòng mình phải thật sự muốn, chứ không có miễn cưỡng. Thứ hai là phải nhu nhuyễn. Nhu nhuyễn là sao? Quý vị nhìn cái bữa ăn có đủ nhu nhuyễn không? Có món thì nó giòn, có món thì nó mềm, có món đặc, có món lỏng. Thì tất cả những cái món ăn mình đem đó, nó gọi là nhu nhuyễn đức. Mà đúng như pháp cúng. Thế nào là đúng như pháp? Người ta cần thì mình cúng, người ta không cần mình đưa dư, người ta thiếu mà mình không cho là không được. Chứ gọi là đúng như pháp. Tam đức là ba đức ha. Nhớ ba đức đó không? Thanh tịnh đức, nhu nhuyễn đức và đúng như pháp. Rồi giờ lục vị là gì? Chua, cay, mặn, lạc, ngọt, đắng. À, sáu vị. Trong bữa ăn nào mà không có sáu vị này? Bữa ăn mình ít nhất cũng ba vị. Gỏi, trong cái dĩa gỏi là cũng mấy vị rồi đó. Chua chua, ngọt ngọt, cay cay, mặn mặn. Nấu canh chua mà nấu kiểu miền Tây á, là phải mặn mà ngọt. Chứ không phải nấu mà canh chua mà lạc, nấu mà lạc mà không có cái dịu của cái đường. Cho nên nấu canh chua là nấu bằng đường, để cho nó ngọt, mà nó ngọt của cái dịu đó, chứ không phải ngọt mà kiểu lạc 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 khó ăn. Cho nên ở trong một cái bữa ăn của mình là có đủ mấy cái vị đó. Thì trong cuộc đời của ta đây, nó cũng đầy đủ sáu vị này. Có không? Có đắng, chát, chua, cay, ngọt bùi. Cuộc đời mình có, có đủ sáu vị này. Nhưng chúng ta lấy tam đức mà độ nó. Mình có cái nhu nhuyễn đức. Nhu nhuyễn đức là cái đức làm sao? Cái đức mềm mỏng. Người đó có đến với tôi bằng đắng với cay, nhưng tôi sẽ lấy cái nhu nhuyễn đức tôi độ họ. Tôi sẽ lấy cái thanh tịnh đức mà tôi tịnh hóa họ. Cho nên là tam đức lục vị á, nó là một pháp tu. Ngoài cái ý nghĩa là con dân cúng thức ăn đây có đủ sáu hương vị, thì đây cũng là những hương vị của đời. Và nếu nó có đến với con thì con xin lấy ba đức con đọc.
Có chỗ ông giải thích ba đức đó là bát nhã đức, giải thoát đức, thanh tịnh đức. Tam đức lục vị cúng Phật cập tăng, xin cúng cho Phật và chư tăng. Pháp giới hữu tình, trong cái pháp giới những loài có tình cảm con đều xin cúng hết, gọi là phổ đồng cúng dường. Nhược phản thực thời, nếu đến giờ ăn, đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh. Thiền duyệt vi thực, lấy cái pháp ăn, lấy cái thức ăn thiền duyệt. Chữ thiền là thiền định, chữ duyệt là niềm vui. Vui trong thiền định làm thức ăn, và lấy cái pháp hỷ sung mãn. Đó, đó hai món ăn đó. Người tu mình đó, nếu mà ăn được pháp hỷ với thiền duyệt là khỏe dữ lắm. Nghe pháp mà có niềm vui gọi là pháp hỷ. Ví dụ mình dự một khóa tu hay là nghe một buổi giảng mà nghe xong rồi tâm tư mình thoải mái gọi là pháp hỷ sung mãn. Sung mãn là sung túc và đầy đủ. Thiền duyệt vi thực, ngồi thiền mà có niềm tĩnh lạc. Sau khi mà quý vị cúng rồi đó, để bát xuống, để cái bát xuống mới xây cái muỗng lại cho mình. Vị thầy cả mới lấy cái chén nước nhỏ làm cái phép. Cái phép đó gọi là phép xuất sanh. Xuất là cho ra, sanh là sự sống. Xuất sanh tức là cho cái người đó có sự sống. Và cho ai? Cho quỷ thần ở đồng trống, cho mẹ con quỷ la sát, cho con chim đại bàng cánh vàng. Cho nên trong cái bài cúng đó nó đầy đủ những cái loại mình muốn cúng. Ngày xưa có con chim đại bàng, nó có cánh màu vàng, nó hay ăn thịt người khác, đặc biệt là con nít. Người ta mới tới, người ta xin Phật giúp. Phật mới lấy con chim đại bàng con đó, Phật cất đi. Người ta mới hỏi chứ, nó tới Phật nó đòi lại, hỏi ngươi có con, ngươi mất con, ngươi khổ không? Nói trời ơi, mất con mà sao không khổ? À, ngươi mất con, ngươi khổ thì ngươi phải biết người khác cũng khổ giống ngươi. Nhưng mà bây giờ tôi ăn con nít là tôi mới đủ no, chứ ăn cái khác cũng no. Phật nói yên tâm, dù chỉ có 7 hạt này nhưng mà có chú biến thực biến thủy cho ngươi no đủ. Vậy thì cái biến thực biến thủy đó là nó đi từ đâu? Nó đi từ cái lòng từ bi của mình mà ra. Cho nên thầy cả bắt cái chén nước rồi định tâm, ông đọc cái bài kệ vô đó: pháp lực bất tư nghì, tức là cái lực của Phật pháp không thể nghĩ được, gọi là pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại. Lòng từ bi của mình không có gì có thể ngăn ngại được, từ bi vô chướng ngại. Thất liệt biến thập phương, chỉ 7 hạt mà có thể biến khắp 10 phương. Phổ thí châu xa giới, phổ cúng cho tất cả mọi các nơi. Đó, cái bài kệ quý vị để ý trong đó là Phong Hòa giải thích chút xíu nữa. Để quý vị, trong này là nguyên văn tiếng Hán không à, quý vị tụng nhiều khi mình không hiểu cái ý trong đó nói gì, thì qua giải thích sơ cho đại chúng biết. Rồi tụng biến thực biến thủy xong rồi cái vị thị giả mới đem cái chén đó ra, gốc cây gốc cội, gốc gốc nào là cúng. Xong rồi thầy cả mới sướng tăng bạc, sướng tăng bạc có nghĩa là một cái lời cảnh tỉnh. Phật chế, trong này để tiếng Hán không, là Phật chế tỳ kheo thực tồn ngũ quế, cái mục số 4 đó. Phật chế tức là Phật dạy á, các vị mình ăn cơm á phải nên thực tập 5 cái phép quán, đừng có để tâm mình bị tán loạn nơi đâu hết. Thấy không? Phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tán tâm mà nói chuyện nhảm đó, thì của tính thí khó tiêu, gọi là tính thí nan tiêu. Đại chúng văn khánh thanh các chánh niệm, đại chúng nghe tiếng chuông phải dứt tâm chánh niệm. Rồi bắt đầu tụng cái bài chú: ta án tam bạc ra già ra,
Cái chữ đọc ở đây nó có hai ý. Cái độc mà uống thuốc và ăn nhầm đồ độc á, chết con đời. Nhưng mà trong khi mình ăn cái độc tham sân si, luân hồi sanh tử nhiều kiếp. Cho nên cái câu này nó có cái ý đó, đó. Cho nên Phật mới nói tăng bạc, tức là một cái lời răn nhắc. Ăn cơ rồi thì niệm Phật, rồi mình mới bưng cái chén cơm lên mình để ngang tráng quán tưởng. Rồi bắt đầu mình mới ăn cơm. Khi mình ăn đó, mình nói ba đạo câu. Miếng cơm thứ nhất mình nói gì? Nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai mình nói nguyện làm các việc lành. À, miếng cơm thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh. Cái đó là ba cái điều căn bản của Bồ Tát đó. Cho nên Phật tử nào có cái ý muốn thọ Bồ Tát giới đó, là ba cái câu này là ba cái câu mà tâm niệm của Bồ Tát phải giữ. Gọi là nhiếp luật nghi giới, là không làm ác. Nhiêu ít hữu tình giới, nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện pháp giới là phải làm việc lành. Nhiếp luật nghi giới là phải giữ giới, tức là không làm ác. Nhiêu ít hữu tình giới là độ chúng sanh. Thì đó là mình sau khi ba miếng cơm rồi, bắt đầu mình mới quán năm điều. Nhất kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến gì đó. Kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến. Sau khi mình ăn cơm rồi á, cái phần kết thúc rồi mình kêu là kết trai. Ở mục số 7 á, chữ kiết cũng được, chữ kết cũng được. Chữ kết nghĩa là gì? Kết thúc. Kết thúc một bữa ăn cơm, tụng cái bài chú chuẩn đề. Sau đó mình mới đọc sở vị bố thí giả, tức là nếu người nào là người bố thí, tất hoạch kỳ lợi ích, tất sẽ thu hoạch được những cái điều lợi ích. Nhược vị nhạo bố thí, nếu vì ham thích mà bố thí. Chữ nhạo là gì? Nhạo là thích. Chữ nhạo là thích, vui thích. Nhược vị nhạo bố thí, tức là nếu mình thích bố thí thì sau này mình sẽ được nhiều cái an lạc, gọi là hậu tất đắc an lạc. Phạn thực dĩ ngật, tức là ăn cơm đã xong. Chữ ngật nghĩa là rồi, là hết. Phạn thực dĩ ngật, tức là ăn cơm xong rồi. Cầu cho chúng sanh, gọi là đương nguyện chúng sanh. Sở tác giai biện, tức là tất cả những việc làm của họ đó, cụ chư Phật Pháp, không việc làm nào mà không có cái hương vị Phật Pháp ở trong đó. Mình nhớ như vậy đó, mình là Phật tử rồi thì tất cả việc làm gì mình làm ít nhiều phải có một chút Phật Pháp trong đó. Phải qua ví dụ. Ví dụ như bây giờ mình đi buôn bán thì phải có lời. Nhưng mà nếu mà mình không có phải là Phật tử á, là mình lấy lời sao? Hết gà. Người ta thường gọi là cắt cổ. Nhưng bây giờ mình nghĩ thôi, mình mua giá này thì mình bán hơn chút, hoặc là phân nửa, ví dụ vậy. Một vốn bốn lời là quá rồi, chứ gì muốn gì nữa, phải không? Hiểu ý không? Tức là việc làm khi mình chưa là Phật tử thì mình sống không có cái chất liệu của Phật tử. Nhưng một khi mình đã là Phật tử rồi thì hành xử của mình phải có một chút Phật Pháp trong đó. Cho cái câu cuối rất là hay. Ăn cơm xong rồi, con cầu cho chúng sanh. Việc làm của họ cũng thành tựu, giống như mình ăn xong bữa cơm vậy đó. Mà bữa cơm của họ, việc làm của họ, cụ chư Phật Pháp. Chữ cụ là đầy đủ. Đầy đủ Phật Pháp.
Sau đó bắt đầu mới phục nguyện, tức là hồi hướng. Thì đó là cái bài ăn cơm mà Pháp Hòa thưa với đại chúng là Pháp Hòa giải thích sơ qua để quý vị khi mà thực hành vào nghi thức, quý vị hiểu mình đang tụng cái gì mà ở trong đó dạy cái gì. Và để quý vị để ý, nếu mà để ý thì thấy cái bài kinh này đầy đủ cái pháp tu ở trong đó. Cái pháp hành là sao? Pháp hành là mình bưng chén cơm lên nè, mình bắt ấn nè, mình đưa lên đây nè, rồi mình cúng súc sanh. Đó là những cái hành xử trong khi mình dùng một bữa cơm. Nhưng mà ở trong cái pháp hành này á, nó lồng, nó chan chứa cái pháp tu ở trong đó. Cho nên Phật tử nhớ là mình có hai phần nha. Một là pháp học, hai là pháp hành. Đi về chùa học Phật Pháp mới pháp học, ứng dụng Phật Pháp kêu là pháp hành. Cho nên mình tu tịnh độ, mình niệm Phật cũng không sao, nhưng phải học. Tại vì mình phải học kinh đó, mình mới rõ được nghĩa lý, rồi từ đó cái việc tu của mình nó mới sâu sắc. Ví dụ như bây giờ mình nói cầm xong chuỗi niệm Phật, nó hỏi tại sao chị cầm chuỗi vậy? Nó tôi biết đâu ra, ông thầy cũng đưa chuỗi tôi lần thôi đó. Không hiểu. Thì mình phải nói ô, cái này là nằm ở trong những cái pháp niệm Phật. Bởi vì tâm của tôi chưa định, cho tôi mượn xong chuỗi tôi lần chuỗi. Cái này kêu là sổ châu niệm Phật. Sổ 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 là đếm, châu là cái dây chuỗi. Sổ châu niệm Phật tức là đếm hộp chuỗi mà niệm Phật. À, bây giờ tôi đã đi tới một cái chỗ sâu hơn rồi, tôi không còn sổ châu niệm Phật nữa. Thở vô tôi à gì, thở ra tôi đà Phật. Cái đó gọi là tùy tức niệm Phật. Chữ tùy là đi theo, tức là hơi thở. Tùy tức niệm Phật có nghĩa là tôi niệm Phật đi theo hơi thở của tôi, gọi là tùy tức niệm Phật. Bây giờ cái người kia họ đang bấn loạn thật, tinh thần quá, tôi tới lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tôi trì danh niệm Phật, tôi đọc danh Phật lên cho người ta nghe, ta định. Hiểu ý không? Rồi bây giờ tôi niệm Phật và tâm tôi tán loạn dữ lắm, cho nên tôi đem cái hình Phật tôi để trước mặt tôi này, để cho tôi đừng nhớ tới hình ông cô kia hay là anh nọ. Tôi nhìn hình Phật, cái đó là quán tượng niệm Phật. Niệm Phật, nhìn hình Phật là quán tượng niệm Phật. Rồi bây giờ có một chỗ nào tôi đi, tôi không có hình, tôi nhắm mắt lại, nhưng mà tôi tưởng ra cái dáng của Phật Di Đà, là quán tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Trời ơi, niệm Phật mà quá trời kiểu không. Rồi bây giờ người ta trong cái giây phút người ta sợ hãi, tôi phải niệm cho lớn lên để cho người ta nghe, người ta an định, người ta không có bị tán loạn. Niệm cho lớn lên gọi là cao thanh niệm Phật. Cao thanh tức là làm cho cái âm thanh của mình nó cao, cao phát lên, lớn lên. Thì mình học mấy cái đó kêu là pháp học, đúng không? Nhưng mà trong khi mình học những cái pháp đó, mình thấy cái nào nó hợp với mình thì mình hành. Chứ có khi tôi dùng chuỗi tôi sổ châu, có khi tôi ngồi tôi niệm, ngồi thiền đó mà, tới giờ ngồi thiền ai làm gì đó làm, tôi cứ ngồi tôi thở vô cái tôi a di, thở ra cái tôi đà Phật, cái là tùy tức niệm Phật. Rồi bây giờ đó, tôi bước một bước tôi a di, bước một bước nữa tôi đà Phật, cái là kinh hành niệm Phật. Cho nên mình không không học thì lấy gì biết. Cho nên học mà không tu, mà không học là thêm lớn vô minh. Học mà không tu là tăng trưởng tà kiến. Hai câu đó phải nhớ. Tu mà không học biết gì đâu tu, cho nên càng tu càng không biết. Cho nên là tu mà không học thì thêm lớn vô minh. Nhưng mà học nhiều quá mà không tiêu hóa gì hết, đồn cục lại trong bụng mình, nó kêu là tà kiến. Tà kiến là sao? Bắt đầu bây giờ nó cũng có một số kiến thức đó chứ, cái hiểu biết đó chứ, nhưng mà nó thấy không có sâu, nguy hiểm.
Giờ pháp học vậy thì mình bưng bát cơm lên là pháp hành à. Tại sao tôi bắt cái món vậy mà nhiều người làm cũng được, ráng bắt cho được nó pháp hành, rồi bắt cái ấn này nữa đó. Nhưng mà tôi biết, tôi hiểu cái nghĩa đó rồi, giờ giờ tôi làm và tôi không có gì khổ sở hết. Cái đó gọi là ngã, ngã thôi. Giống như mới đầu học đắp y, đắp nó luộm thuộm, rớt lên rớt xuống này. Nhưng mà khi đắp quen rồi, mỗi lần tụng kinh lên đắp y thấy hạnh phúc. Thầy tu mà đắp y mà làm biếng đắp là thấy rồi đó, để xong rồi đó. Chơi mấy chục năm tu, mấy chục năm đắp y, một ngày đắp mấy lần mà mỗi lần đắp y là vẫn có niềm vui, vẫn có hạnh phúc, là mình biết là mình on the right track. Không phải hoàng phe mà thưa đại chúng, là từ xưa tới giờ, từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, hồi mà chưa được đắc y thì Pháp Hòa lấy cái mền Pháp Hòa quấn, ngày nào cũng lấy mền quấn. Tới hồi đi tu được rồi, được đắc y rồi, tới bây giờ lên tụng kinh mà mỗi lần lấy tấm y ra mà đắc là trong lòng nó có một niềm sung sướng được đắc y. Thì mình biết là đường tu của mình chưa có đến nỗi còn thích đắc y, ôm mình bát ăn cơm. Chưa nói chuyện bát ha, quý vị có cầm bát không? Hồi sáng thầy, hồi chiều phát bát rồi phải không? Chữ bát đó là tiếng Phạn đó, mà mình kêu tắt đó. Chứ nếu mà mình kêu đúng chữ của nó là bát đa la, tiếng Phạn là bát đa la, kêu tắt là bát. Và người Trung Hoa dịch cái chữ Bát Đa La là gì? Là ứng lượng khí. Ứng lượng khí tức là cái khí cụ để đựng thức ăn ứng hợp với cái sức ăn của mình. Ứng là ứng hợp, lượng là số lượng, khí là một vật. Người Trung Hoa dịch là ứng lượng khí, là cái khí cụ, cái món hàng đó đựng thức ăn đúng với cái khả năng ăn của mình. Thí dụ mình đi lấy cơm mà sức mình ăn 3 muỗng thì cứ múc 3 muỗng. Rồi mình múc thức ăn đầy đủ rồi thì mình cái đó cái bát là ứng lượng khí. Mà khi mà mình hồi xưa các vị người ta đi thất thực á, bác bảo nói ví dụ đây là cái bát nè. Mình ôm mình bát, khi mà ôm bát là tay trái để ở dưới đít bát, tay phải che cái miệng bát. Khi quý vị lấy cơm trưa mai đó nha, nhớ phải cầm như vậy đó. Cái đít bát là lấy tay trái mình để lên như này đó. Lấy tay phải che cái bát như này, trước như này. Rồi ôm mình bát đi. Khi mà đến cái bàn cơm rồi, cúi đầu xá xuống, xong rồi mới dỡ cái nắp bát ra. Dỡ nắp bát ra rồi mới múc thức ăn tương tự, xong đậy cái bát lại rồi ôm y như cái kiểu hồi nãy đó, đi tới cái chỗ ngồi. Còn hồi xưa mà các vị mà ta ôm bát để đi khất thực á, đi từng bước người nào cho gì đó, thì cái cách dỡ bát là dỡ như vậy nè. Hiểu ý không? Khi mình đi khất thực mà người ta cho mình thức ăn là phải dở dây nè. Mà dở dây là trật á. Không phải, biết chi không? Tại sao mà quý vị chứ gì vậy mà? Nó có hai cái ý. Một á, về cái phương diện dễ dàng thì mình dở dây thì ta bỏ vô thì dễ không? À. Nhưng mà nó có cái ý nữa đó, là mình không có được nhìn người ta cho cái gì. Người ta cho cái gì là nhận cái nấy chứ không có nhìn. Mà cái thứ hai là khi dở như vậy không để coi cô này không, coi. Không có cái chuyện mà nhìn cư sĩ á. Rồi xong rồi cái là nếu mà mình nhìn mà nếu mình dở như vậy, chà. Được ha. Cái thì mình nhớ cái người đó cúng nha, nhớ cái người đó cúng về ăn thử ngon rồi lần sau đi khất thực ta cúng được. Bữa hôm nấu món đó được lắm. Cho nên là không có cho mở kiểu đó. Cho quý vị biết á,
ở trong nhà Phật dạy rất kỹ. Một người nào mà học đúng pháp thì người đó trang nghiêm vô cùng. Khi mình ăn canh á, bưng cái chén canh á là phải có một cái dĩa, cái mâm để dưới chứ không có bưng dài. Hai cái ngón tay cái mình mà để vô cái tô canh là không đúng. Rủi cái móng tay mình nó chưa có sạch làm sao. Cho nên nó là bưng tô canh là phải có cái dĩa, cái mâm để. Mà nếu như mình là nữ, mình bưng cái mâm thức ăn đến mà phía trước mình là chư tăng, thì mình phải đứng mình nói bạch thầy, xin thầy lấy cái tô xuống giùm con. Chớ không nên gạ người vô, cố ý để cái tô đó vô. Pháp Hòa nói như vậy đại chúng có hiểu cái tế nhị không? Không hiểu hả? Cái đó là cái tế nhị. Vì mình là nữ thì mình để mình đưa sát vô, thì quý thầy ngồi vậy đó mà nói sao, thì nó có cái sự xúc chạm. Nếu không phải, nếu có một người nam bưng thì được, còn nếu không thì mình cứ lên tiếng để quý thầy bưng cái đó xuống, chứ mình không đưa xuống, mình không chồng người mình lên mình hạ cái đó xuống. Chơi Phật tử á, rồi thí dụ như bây giờ mình dọn bữa trai tăng, dọn trai tăng cho quý thầy ăn những cái bữa lễ đặc biệt trai tăng đó, thì không có cái món gì mà nó to tướng hết nha. Và ví dụ như là bì cuốn, thì mình xách cái cuốn bì ra làm ba. Tại vì khi ăn quá đường á là miệng không há lớn. Mình ăn cơm bình dân, ăn cơm vui vẻ nó khác. Còn vô bữa cơm mà y áo đắp lên rồi ăn như thế này, thì cái món ăn mình để lên nó phải cho đúng cái pháp, để quý thầy ăn không có mất cái oai nghi. Mình luộc cải mình để nguyên cọng nhìn cho nó đẹp như nhà hàng Tàu vậy đó, nhưng mà nhớ luộc để lên dĩa rồi thì lấy cái dao sắc để quý thầy gấp một cái miếng cải đó há miệng vừa đủ, chứ không có cầm nguyên cọng cải. Cái đó là những vị trong ban hành đường mà sắp xếp trai tăng là phải học cái đó. Cho nên mình đi khất thực, hồi xưa là đi khất thực vậy đó, dở vậy mà không nhìn nữa, ngửa xuống vậy. Thí chủ đứng, mình đứng vậy, xong rồi mình đậy cái nắp lại là mình chỉ cúi đầu để biểu lộ là tri ân, mà cũng không cần biết người đó là ai. Để làm gì? Để không có sanh cái tình cảm cái người đó đẹp xấu, cái người đó ngon dở, không sanh tâm. Bởi vì ta ai cho gì mình ăn nấy. Thì Pháp Hòa giải thích về đại chúng có rõ không? Tại sao trong chùa mình ăn cơm quá đường, mình ăn bằng muỗng, gấp bằng đũa? Tại vì như vậy lỡ thức ăn nó dư, nó không hư. Cái thứ hai, lỡ mình bị cảm, mình không lây cái cảm mình cho người khác. Còn ở bên Đài Loan là mỗi người có hai đôi đũa, mà hai đôi đũa là hai màu khác nhau. Thí dụ như giờ ta quy định đũa màu xanh là ăn cơm, đũa màu đỏ là để gắp, thì tự cái người hành giả ăn cơm phải tự biết cái đó. Mà ăn cơm là ngồi lưng thẳng, mà ta cầm cái bát cơm đó, thí dụ buổi chiều hay buổi trưa ăn bát cơm, cái bát cơm ta cũng cầm vậy nè, bát cơm mình ăn á, thấy không, mình đưa lên vậy xong rồi á mình để xuống thôi. Mà ăn cơm xong rồi để muốn biết là mình đã xong bữa cơm thì lấy cái đôi đũa của mình gác ngang các bác, là người ta biết là mình đã xong bữa cơm. Hồi đó đó kỹ nữa là người ta phải bắt cái lấy cái nước đó, ta tráng cái bát rồi lấy cái nước đó uống cho không bỏ. Có một vị tổ sư ăn cơm xong tráng bát xong đem hất ở ngoài phí,
Chiều hôm đó có ông thần hộ giới tới, ông quỳ, quỳ trước mặt. Tại sao ông quỳ tôi? Nói nhà bạch hòa thượng là người giữ giới tinh khiết, cho nên con là thần hộ giới, con đi theo con hộ giới hòa thượng. Rồi bữa nay hòa thượng sơ ý chuyện đó cho con quỳ để con nhắc. Rồi từ đó hòa thượng không dám. Cho nên đó, các vị thiện thần đó, nó tùy theo mỗi cái phước thiện của mình làm mà thiện thần xuất hiện. Ví dụ như mình chuyên giữ giới thì có thần hộ giới. Mình chuyên bố thí sẽ có thần bố thí, nó tác trợ cho mình. Mình muốn bố thí, khởi tâm bố thí, các vị thiện thần ta tìm cách ta đưa đẩy cái nhân duyên bố thí đó để đến cho mình bố thí. Có phải không? Cho nên á, Pháp Hòa nói chuông chùa vang một tiếng lắng đi bao ưu phiền, niệm lầm tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Nếu mà mình khởi một cái niệm lành, thiện thần chứng biết. Khởi một niệm ác, ác thần chứng biết. Mà nói nôm na theo người Việt là gì? Hai bên dây giác. Quý vị có nghe từ đó không? Hai bên dây giác. Khởi ác khởi thiện ta ghi. Cho nên ở trong kinh Dược Sư á, cái đoạn cuối á, nói khi mình sanh ra đó, có một ông thần cu sanh đi theo mình đó. Quý vị có ở đây có ai đọc kinh Dược Sư không? Trong đó có câu thần cu sanh đó. Cái chữ cu á, đúng là mình đọc là câu. Câu sanh tức là khi mình sanh ra có một ông thần cùng sanh với mình, gọi là câu sanh mà. Câu sanh đi cùng với mình thì ông thần đó là ai biết không? Đó là nghiệp của mình. Mình sanh ra thì ông thần nghiệp cũng đi theo mình. Rồi cuộc đời của mình là vui, buồn, khổ, lụy, gì gì đó là nó rõ ràng hết. Trời, Trinh Dược Sư nó hay vô cùng, sâu sắc. Thôi chiều hôm nay mình nói nhiều thôi, nói nữa lim dim. Pháp Hoài giải thích về đại chúng có hiểu ý không? Dạ. Thì thôi xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe buổi chiều hôm nay. Và không biết Pháp Hoa cảm mới nói về đại chúng nghe có rõ không? Dạ, rồi chúc cho quý vị tối nay ngủ ngon. À. Ngày mai sáng mình 5 giờ thức chúng nha. Với đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Quý vị xả chân chúc cho khỏe.